Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là quạt gió dàn lạnh phía trong của máy xúc Kobe điện 24V. Kobe thì nó có rất là nhiều mã quạt đôi, và đây như ngày hôm nay em gửi đến anh em đó chính là cái mã quạt đơn, tức là quạt một cánh, một motor chứ không phải là quạt đòn gánh như chúng ta hay gặp trong những cái mã trước. Với cái dòng này thì nó sử dụng là 24V. Đây là nguồn điện âm và dương, người ta đã ghi chú thích rất là rõ. Đây đánh dấu rất là rõ ràng cho anh em này. Và đây là phần ống để thoát nước này. Ba điểm này là chúng ta bắt vào hộp quạt gió dàn lạnh này. Phần cánh quạt thì được thiết kế bằng cánh nhựa ABS cao cấp anh em nhé. Đây với cái dòng Kobe này thì nó khá là khác biệt đấy ạ. Là nó sẽ là cái cánh ngược hoàn toàn luôn đấy. Đây, phần bên trong là phần motor chủ than cùng với để kết hợp để khi chúng ta bật điều hòa nên là quạt có thể khởi động và chạy. Đấy, vừa rồi thì em cũng giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm đó chính là quạt gió dàn lạnh của Kobe 24V. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.